Hôm nay bên em có đi chọn máy và ngày hôm nay thì bên em có 4 cây iPhone zin chưa đụng ốc, chưa bung mở, zin nguyên bản, hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên thì em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc. Em quay rất là sát, rất là kỹ cho mọi người xem. Mọi người có thể thấy là máy đẹp 99 của bên em thì rất là đẹp. Không phải bên nào báo máy đẹp thì nó cũng được đẹp đâu mọi người nhé. Hiện tại có rất là nhiều bên sẽ dàn lận về ngoại hình. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc. Bên em bao zin đến từng con ốc mọi người nhé. Tức là nguyên bản, chưa thay thế sửa chữa bất cứ cái gì. Và những cây máy này thì mình làm đều chọn cho mọi người những cây máy còn áp suất zin chống nước rất là tốt. Pin zin theo máy thì còn ở mức 84%. 84% đối với dòng iPhone 11 Pro thì em thấy là cũng tương đối cao mọi người nhé. Tại vì đây là dòng máy nhỏ gọn nên là pin nó sẽ xuống nhanh hơn những dòng máy to. Đối với mức pin này thì mình làm có tặng cho mọi người một viên pin mới dung lượng cao, hàng chính hãng Origin. Mọi người không lấy pin thì bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền mọi người nhé. Máy này thì có mã số là 589T và mức giá bên em để cho mọi người là 8 triệu 700 nghìn. Mức giá bên em báo là giá trọn gói, trong đó thì đã bao gồm miễn phí ship trên toàn quốc, tặng phụ kiện chất lượng, bao zin không zin tặng máy, bao dùng thử. Không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền. Bên em thì bảo hành cho mọi người trong 12 tháng và thay pin miễn phí 12 tháng mọi người nhé. Và tiếp theo là một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc và đây là một cây máy hàng siêu lướt mọi người nhé. Cây máy này thì số lần sạc chỉ vỏn vẹn là một lần thôi mọi người nhé. Nói chung là đây là hàng tồn kho và hầu như là chưa qua sử dụng. Đấy. Mọi người có thể thấy là máy đẹp gần như mới mọi người nhé. Gần như mới luôn ạ. Và đây chuẩn chỉ là một cây máy zin chưa đụng ốc, chưa bung mở. Hiện tại mọi người gặp những cây máy như thế này ở trên thị trường thì đa số là hàng dựng mọi người nhá. Thay vỏ rồi thì kích pin hoặc là thay pin sạc cổ cáp. Nhưng đây chuẩn chỉ là một cây máy nguyên bản. Tức là chính xác là một cây máy hàng siêu lướt, sạc một lần mọi người nhé. Cái máy này thì có mã số là 628T và mức giá bên em để cho mọi người là 4 triệu 200 nghìn. Dòng SE 2020 thì có ngoại hình giống iPhone 8. Nhưng bên trong thì có cấu hình mạnh như iPhone 11 Pro mọi người nhé. Thì đối với chiếc máy này đó thì mọi người có thể mua về để sưu tầm cũng được. SE 2020 thì có kiểu dáng tương đối cổ điển. Tiếp theo là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Máy rất là đẹp, hàng tuyệt chọn. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 78%. Ở phía mặt sau thì mọi người có thể thấy là nó có bám mồ hôi, bám vân tay. Những cái này thì vệ sinh đi thì sẽ sạch mọi người nhé. 78% và bên em có tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao, hàng chính hãng Origin. Khi thay pin thì sẽ có video mở máy lần đầu tiên gửi cho mọi người, chứng minh máy của bên em bán cho mọi người chuẩn chỉ là hàng zin chưa đụng ốc, chứ không phải là chỉ là quảng cáo bằng mồm bằng miệng thôi mọi người nhé. Và cây máy này thì có mã số là 263A và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 800 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256GB. Cây máy này thì về ngoại hình thì mặt sau đẹp mọi người nhé. Mặt trước thì cũng khá là đẹp. Và viền viền cạnh thì có trầy xước mọi người nhá, có trầy xước, nói chung là trầy xước cũng không nhiều mọi người nhá, trầy xước cũng không nhiều đấy. Và
Chất lượng thì nó là hàng zin chưa đụng ốc, hàng chất. Trong lô thì có rất là nhiều cây máy đẹp hơn, nhưng mà Tú Vân Mobile không chọn vì nó không đạt tiêu chuẩn là hàng zin chưa đụng ốc. Những cây máy đó thì dùng nó sẽ không được bền, không được chất lượng bằng những cây máy mà ví dụ Tú Vân Mobile có chọn như cây máy này có chảy xước, nhưng mà nó đạt tiêu chuẩn hàng zin chưa đụng ốc thì nó vẫn là hàng chất mọi người. Pin zin theo máy thì còn ở mức 82%, và cái máy này thì bên Nam cũng tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao, hàng chính hãng Origin. Những dòng như thế này, như XS hoặc XS Max, kể cả pin có cao đi chăng nữa thì dùng nó cũng sẽ không được trâu mọi người nhé. Tốt nhất là nên thay một viên pin mới dung lượng cao. Cái máy này thì có mã số là 565T và mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 800 nghìn. Đối với mức pin 82% thì với bác nào mà sử dụng không nhiều ấy, hoặc là không có nhu cầu cao về pin thì mình có thể dùng cũng được, không sao cả. Và đến đây thì bên em xin kết thúc video. Để đặt mua máy, mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Với phương châm là hàng chọn giá thấp thì số lượng máy của bên em không có nhiều, nhưng tất cả thì đều là hàng tuyển chọn mọi người nhé. Bên em bao với mọi người là chưa vặn bất cứ một con ốc nào. Mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh Tú Vân Mobile thì mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chuôi sạc thì mới có thể mở máy, và khi mở máy thì vẫn phải vặn ốc thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé. Bên em mà bao với mọi người là chưa vặn ốc thì đồng nghĩa với đó là máy chưa bung mở, và đồng nghĩa với đó là chưa qua thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Nó khác so với máy hiện tại mọi người mua trên thị trường. Các shop mà và thợ thì mọi người lưu ý là đều phải báo là máy zin thì mới bán được mọi người nhé. Báo máy sửa thì rất là khó bán mọi người, hầu như là không bán được. Và nếu bán được thì phải bán với một mức giá rất là rẻ, mức giá đó thì chắc chắn là không có lãi, thứ nhất là không có lãi hoặc là sẽ lỗ. Đấy. Thì hầu như tất cả các shop thì đều sẽ phải báo là máy zin. Nhưng mà zin thì nó có nhiều loại zin lắm mọi người. Đấy, như zin như của Việt Nam là zin chưa đụng ốc, chưa bung mờ, nguyên bản chưa động chạm gì ở bên trong. Đấy. Bình thường thì ở trên thị trường thì mọi người sẽ thấy là có hầu hết nó sẽ là zin kiểu men zin, màn zin thôi mọi người. Đấy. Và thậm chí cả vỏ zin. Nhưng mà có rất là nhiều bộ phận ở bên trong thì có thể là sẽ bị thay thế sửa chữa rồi. Đấy. Còn của bên em là zin nguyên bản mọi người nhé. Thì ở những cây máy như thế này thì mọi người sẽ thấy là máy rất là chất lượng. Ở đây thì em sẽ chụp thử một tấm hình cho mọi người xem. Đấy, mọi người thấy camera rất là sắc nét. Đấy. X1 này. Đấy. Rất là sắc nét mọi người nhé. Đấy. Mọi người thấy là rất là sắc nét luôn. Màn hình thì sáng đẹp. Mọi người thấy sáng đẹp. Cảm ứng nhạy. Trung tâm đầy đủ mọi người nhé. Cảm ứng nhạy và tốc độ máy thì nhanh. Và những cây máy này thì nó rất là bền mọi người nhé. Kể cả khi có va chạm, có lỡ đánh rơi thì cái tỷ lệ vỡ, cái tỷ lệ lỗi của máy cũng thấp hơn rất là nhiều. Tại vì khi Apple sản xuất ra một cây máy thì người ta đã tính toán đến những lực va đập, và người ta đã làm cho cái máy của người ta có một sức chịu đựng tốt nhất có thể. Còn đối với máy dựng thì nó sẽ không không đạt được cái tình trạng như thế. Và kể cả những cây máy mà đã bung mở, chỉ là main zin màn zin thôi, đã thay thế một số bộ phận khác thì cũng sẽ không đạt được cái chất lượng như thế mọi người nhé. Và những cây máy này thì còn áp suất zin chống nước rất là tốt. Và về mức giá thì mình đang cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể. So với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn, và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt. Bên em thì bảo hành cho mọi người trong 12 tháng, là một thời gian rất là dài, tương đương với máy mới mọi người nhé. Ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành cho mọi người về pin.
thay pin miễn phí cho mọi người trong 12 tháng. Bidam có tặng mọi người một bộ phụ kiện chất lượng bao gồm một bộ cáp sạc nhanh, ốp và cường lực. Mọi người lưu ý là không phải shop nào cũng tặng cho mọi người được phụ kiện chất lượng mọi người nhé. Bidam miễn phí ship trên toàn quốc cho mọi người, phí ship của điện thoại thì cũng khá là cao. Bidam có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử, không ưng không thích có thể trả lại máy Bidam và nhận lại tiền mọi người nhé. Chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Tú Vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.